Ngân hàng Phát triển Châu Á hay còn gọi là ADB vừa hỗ trợ khẩn cấp 3 triệu đô la cho Việt Nam khắc phục hạn mặn tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Được biết, số tiền viện trợ này được ADB trích từ Quỹ ứng phó thảm họa châu Á-Thái Bình Dương nhằm hỗ trợ cho 22 tỉnh thành đang bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thay đổi khí hậu khắc nghiệt. Trong khoảng thời gian từ năm 2010 cho đến năm 2014, số tiền chính phủ Việt Nam mắc nợ đã tăng gấp đôi, từ 890.000 tỷ đồng lên hơn 1,8 triệu tỷ đồng. Chi tiết này được Bộ Tài chính công bố ngày hôm nay, cho biết thêm, tổng số tiền trả nợ trong năm 2014 là hơn 260.000 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với mức 87.000 tỷ đồng năm 2010. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện đang giảm sút do chưa tìm được thị trường mua vào, trong khi nguồn cung đang tăng vì vào mùa thu hoạch. Hiện tại, giá gạo 25% tấm xuất khẩu giảm giá từ 340 đến 345 đô la một tấn, xuống còn 335 đến 340 đô la một tấn chỉ trong một tuần. Tin tức cho thấy mức tiêu thụ gạo ở nhiều thị trường đang chững lại, điển hình là Trung Quốc, nước nhập gạo chủ chốt của Việt Nam.